Nhà Kỳ xin chào quý vị khán giả của Kỳ sư chuyên dung Huế Đức và Người. Chúng ta mỗi ngày sống và lớn lên cùng Huế, cảm thấy thật hạnh phúc vì Huế luôn thay đổi nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa cũng như truyền thống lâu đời. Chính sự trộn lẫn giữa nét xưa cũ và hiện đại đã khiến Huế luôn là thành phố đáng sống và đáng yêu trong mắt của nhiều người nước ngoài. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Adam Wendling John, 36 tuổi đến từ miền Tây nước Úc. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Bern, Tây Úc, Adam từng theo học ngành điện ở một trường cao đẳng ở thành phố quê nhà. Tốt nghiệp, chàng trai trẻ đã làm rất nhiều việc để kiếm sống như sửa nhà, bắt điện cho các công ty xây dựng, chế tạo máy lạnh, tủ lạnh trong các nhà máy lớn và ở các nhà máy luyện thép. Cuộc sống bận rộn, mệt mỏi khiến Adam từng bị thừa cân bởi ăn uống tùy tiện và không có thời gian tập luyện thể thao. Muốn thay đổi bản thân, người đàn ông trẻ tuổi đã quyết định đến Việt Nam và chọn sống ở Huế trong 2 năm nay. Huế thật sự là thành phố mang đến cho người đàn ông trẻ tuổi nhiều điều tích cực. Có lẽ quý vị cũng như nhà kia đều muốn biết cuộc sống ở Huế của Adam như thế nào, có điều gì đã hấp dẫn anh để như vậy. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Adam. Good morning, Adam. Nice to meet you. Hello. According to you, how to live healthy life? I believe it is a combination of different things, including exercise, eating healthy, and having a good social lifestyle. How do you often start your new day in Huế? Doing some exercise and going swimming in the Huang River. It's a great way to start your day full of energy. Huế bình yên mỗi buổi sớm hay. Những buổi sáng là khoảng thời gian Adam yêu thích nhất khi sống ở Huế. Đi bộ qua những con đường nhiều bóng cây của Huế là điều vô cùng tuyệt vời đối với người đàn ông trẻ tuổi yêu thiên nhiên và thích cuộc sống nhẹ nhàng, không gò bó này. Là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, bơi lội là sở trường và là thói quen của Adam. Bởi ở sông Hương, cảm nhận sự gần gũi của thiên nhiên, cây cỏ cũng chính là cách Adam yêu và muốn gắn bó với Huế nhiều hơn. Yeah. What is your favorite thing about swimming in Huang River? The beautiful scenery, as you can see. It is a lovely place to go swimming early in the morning. It's very peaceful and there are a lot of friendly faces. So I have the opportunity to meet new people from Huế and go for a good morning swim in a perfectly beautiful river. What brought you to this city? 3 years ago, I came for a tour to Vietnam. And I met a tour guide in Hoi An who lives in Huế. And he told me when I come back to Vietnam to make sure I visit Huế as it's a beautiful city to live. When I first came to Huế, I was quite surprised by the location. It was very close to the countryside and also close to the beach, which I'm a big fan of the beach. And the food here was absolutely delicious. What did you look for when choosing to live in Huế? A lot to do with the peaceful and quietness of the city. Also, the spirituality, the new energy and life force in Huế. It gives me great motivation and I have the ability to focus on new things and better myself every day. It has a perfect energy for that. So, what is your job here? When I first arrived in Huế, I was doing some website design for some small businesses. And then in the past year, I have been teaching English to a range of students, aging from 5 all the way through to 60. I also take part in volunteering
So doing some community services and helping some workshops for people to practice more English and be more confident with their English communication. Còn bây giờ Nhã Kỳ sẽ cùng với Adam cùng khám phá một vài địa điểm ở Huế mà anh thường lui tới. Sống ở Huế, ngoài việc giảng dạy tiếng Anh, Adam rất nhiệt tình khi giúp người Huế học tiếng Anh tốt hơn. Đây là workshop Things in English, Keys to Fluency, suy nghĩ bằng tiếng Anh, chìa khóa để nói trôi chảy, do một nhóm bạn trẻ trong thành phố tổ chức. Adam hào hứng khi được chia sẻ cách nói tiếng Anh của người Úc, cách trò chuyện tự nhiên, cách phát âm. Làm tình nguyện chính là lúc Adam cảm thấy cuộc sống của mình thật đặc biệt. Những hoạt động như thế này cũng giúp người đàn ông trẻ tuổi có thêm những người bạn mới, những hiểu biết mới mẻ về thành phố Huế. Thì anh Adam nói chuyện về ngôn từ anh Adam cũng khá là rõ, vì thế thì cũng khá là dễ nghe. Mình cũng rất là thích được tiếp xúc với những người nước ngoài như thế. Vốn dĩ thì môi trường ở Huế thì nó đã đang hàng hẹp ý. Thì những kiểu phát triển như thế này thì khá là vui và kiểu rất là có ích. Qua hôm nay thì mình đã học hỏi được thêm rất là nhiều và được trải nghiệm thêm rất là nhiều vốn tiếng Anh mà mình không hề hay biết lâu nay. Việc mà học tiếng Anh là rất là quan trọng với tụi mình, đặc biệt là sinh viên của trường Y. Bạn Adam mang cho mình tới một phong thái tự tin. Qua workshop thì khiến mình cảm thấy là nói chuyện Anh thật sự không quá khó. Chỉ cần mình mạnh dạn, mình dám đứng ra, dám bắt chuyện thì mọi người sẽ luôn luôn chào đón mình rất là dễ để mình hòa đồng và phát triển hơn về tiếng Anh. The English Oasis, môi trường sống dùng tiếng Anh 100%, là nơi Adam đang làm một tình nguyện viên. Hoạt động gắn kết mọi người. 11 đến 12 giờ trong không gian này là giờ sinh hoạt chung. Adam thích thú khi được cùng vào bếp với những học viên. Họ chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, lối sống, về mọi điều quan tâm, tất nhiên là bằng tiếng Anh. Vì mục đích của cái khóa học này là cung cấp một môi trường nói tiếng Anh 100%, mà bản thân của mình là một người Việt Nam, mình vẫn chưa có thể tự mình để đảm bảo một cái môi trường nói tiếng Anh 100%. May mắn khi mà có Adam và thêm bạn của Adam đã đến và hỗ trợ cái chương trình học của mình. Trong quá trình làm việc với Adam thì mình học được rất là nhiều điều. Mình học được cái khả năng nói chuyện công chúng, khả năng giải thích các tư vấn một cách rõ ràng. Và đặc biệt thì cái vốn tư vấn của mình thì nó tăng lên rất là nhanh trong cái khoảng thời gian mà làm việc chung với bạn. Adam là một thầy giáo rất là có tâm. Và đây là một cái môi trường mà mình có thể giao tiếp với một cái bạn sĩ một cách tự nhiên hơn. Để mình có thể dễ dàng mình học hỏi, có nhiều điều thú vị để mình khám phá. Thỉnh thoảng thì mình cũng có đi cùng với Adam đi cà phê để mình có thể có những cuộc trò chuyện để tìm hiểu văn hóa về những cái đất nước của nhau. Và thỉnh thoảng mình cũng có những cái hoạt động vui chơi để làm thư giãn hơn, như là camping. Cuộc sống nhẹ nhàng như vậy trôi qua và Adam có thêm những trải nghiệm thú vị, những trao đổi văn hóa quý giá. Những bữa ăn phong phú và đầm hương vị Huế như thế này mang đến cho người đàn ông trẻ tuổi nhiều cảm nhận đẹp về một thành phố có nền ẩm thực phong phú. Why did you decide to become volunteer helping Hui people learn English? I decided to become a volunteer so I could help local people advance their English so they could have more opportunities in their future and be able to communicate with foreigners that are visiting Hui.
I think communication is a great way to interact with more people and learn more about different traditions and cultures. What do you think about the speaking ability of the young people? The biggest skill I think that learners need to practice is thinking in English. Being able to think in English makes communication much easier and much more fluent. If we can think in the language we are trying to learn, then it can cut out a lot of the difficulties in between. What skill do you think the learner needs to practice to speaking English naturally? Where young people have a really good speaking ability, I'm noticing more and more young people communicating and asking more questions and gaining more confidence, and their ability to learn English is becoming much more proficient. Johnny English Oasis, what was your most funny experience? English Oasis so far has definitely been one of the workshops that we've started called a boot camp, where we have young Hue locals join us in events like cooking lunch and dinner and doing exercises together, and we can have funny conversations and we can really interact with each other outside of a classroom setting. Living in Hue, do you often cook for yourself? When I first moved to Hue, I didn't cook for myself very often, but since moving to the English Oasis, I'm learning more skills on how to cook traditional Vietnamese food. What do you think about Hue food? I absolutely love Hue food. I have a taste for chili, and it's probably one of my most favorite spices. So when I came to Hue and found out that almost every dish has spicy chili in it, I was extremely happy. What are your favorite Hue dishes? I have three most favorite Hue dishes, and that would be bún bò Hue, bánh canh cá lóc, and bún chay. Bún chay is traditionally a vegetarian dish, and it's mostly enjoyed on the first day of the lunar month. We can go around to many restaurants and taste in the delicious bowl of noodles, soup, and a variety of vegetables. It's a lot of natural ingredients and it's not heavy with the meat. So after eating bún chay for breakfast, I feel like I have a lot of energy for the day, which is just what you need when you're a busy man like myself. Sống khỏe và sống có ích là những gì chúng ta vừa nhìn thấy ở Adam. Và thật thú vị khi biết rằng người đàn ông này còn yêu thích những nét đẹp mộc mạc và độc đáo của Huế. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Adam đến một nơi như thế trong thành phố của chúng ta. Ga Huế về đêm. Đó dường như là không gian của những tâm hồn mộng mơ. Từ lâu, ga Huế đã trở thành điểm uống trà quen thuộc của nhiều người dân và du khách. Quen đến nỗi, người ta nói ngắn gọn về cái thủ vụ ấy là thủ trà ga. Uống trà ở ga Huế có nét độc đáo riêng mà một lần trải nghiệm thôi cũng đã thấy thích thú, và Adam không phải là ngoại lệ. Lúc đầu đến ga Huế vì tò mò, và dần dần thì mỗi khi có mặt ở sân ga này về đêm bên dĩa kèo đậu phụng, bên ấm trà nóng, Adam có thể ngồi hàn huyên với bạn bè hàng giờ liền. Sau giờ làm việc căng thẳng, Adam thường xuyên về đây. Không gian này cho Adam cảm giác thú vị. Đây cũng là cách người đàn ông nước Úc ngắm Huế tĩnh lặng về đêm. When did you know this place and how do you feel when being here? I first found out about this place very soon when I came to Hue. A friend of mine recommended that I come here in the evening and check out the community and try some of the snacks. And I feel very comfortable and relaxed, especially after a hard working day. Could you tell about something about your hometown? My hometown is very similar to Hue City. It's a quiet and peaceful place. There are many different small locations such as this where people can hang out
and get together and relax after a hard working day. I know that in Perth there is a Vietnamese community, is that right? There certainly is. There is a small Vietnamese community in one of the local suburbs. They have a few restaurants there and a supermarket, and they sell all the specialities from Vietnam. We would often go there with friends and family to enjoy a local dish. What do you think about Hue City? I absolutely love Hue City. The peaceful nature, the ability to go around the citadel, which is where I'm living. There are many delicious coffee shops and restaurants right on my doorstep. And also, it's a great place to go walking around early in the morning or late in the evening. What do you love about this city? There are so many things to love about Hue, from the people to the food to the location. Even the weather is quite nice. My most favorite thing about it would have to be the Citadel though. It is the perfect place for anyone who wants to come and see a good part of the history here and get to meet some very friendly locals. How did your life change when living in Hue? My life changed dramatically for the positive, mostly my health. When coming to Hue, I was able to eat a much more healthier diet and do much more exercise, so I lost a lot of weight and I was able to get more fit, which was just perfect for me. Thank you for joining the TV program and sharing interesting story. Wish you be well and continue your happy life in Hue. You're welcome. It's been a pleasure. Thank you very much. And goodbye to everyone in the audience. I hope to see you in the future here in Hue. It's an absolutely beautiful city, and maybe one night we can sit here at the train station and enjoy a lovely cup of tea together, and I can tell you all about the beauty of Hue City. Hue không chỉ là ngôi nhà thứ hai của Adam Le Bouillon John, mà còn là ngôi nhà chung của những ai yêu thích cuộc sống đơn giản và bình dị. Việc lựa chọn Hue để sống và trải nghiệm hẳn là một lựa chọn hoàn toàn đúng của chàng trai đến từ Tây Úc này. Những số tiếp theo của kỹ sư chân dung Hue Đức và Người sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những con người và những nhân vật đặc biệt khác. Còn bây giờ, Nhạc Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.